À, em có điện thoại, em vào Facebook anh ấy xem livestream ạ. À, có Đức đằng sau mà, Đức xem anh livestream của anh. Đây em vào rồi này, em vào rồi. Hello, xin chào mọi người. Có ai xem chưa vậy? Hello mọi người. Xin chào mọi người. Mọi người đừng thoát ra nhá. Hôm nay chúng mình sẽ có một bữa tiệc âm nhạc nhẹ nhàng với nhau vào những ngày tháng 8 mùa thu như này thì thật sự là khi mà có một cái buổi ngồi với nhau thế này thật là vui. Và nếu như mọi người thích một cái khoảng lặng hay là một cái gì đấy để mà sống chậm một chút thì tối nay mình ngồi lại đây với nhau. Chào Nhật Lệ, chào Thùy Dung, chào Trần Thanh Hằng. Xin giới thiệu mọi người là chúng ta cũng có một big fan của mình. Mình là big idol của bạn ấy, bạn ấy là một trong những hoa hậu rất là xinh. Cảm ơn em. Mọi người đã muốn bắt đầu đêm nhạc của chúng ta ngày hôm nay chưa? Muốn bắt đầu chưa nào? Mọi người muốn bắt đầu đêm nhạc của chúng ta ngày hôm nay chưa? Nào. Mọi người đã muốn bắt đầu đêm nhạc của chúng ta ngày hôm nay chưa? Bắt đầu nhá. Mình bắt đầu đêm nhạc với nhau nhá. Phải nói thật sự là anh rất là vui. Vui vì đây là lần đầu tiên anh livestream ở trên Facebook. Thật ra cái tiếng Anh nó cũng hơi ngại. Nên là anh... Thế nên là thành ra là anh nghĩ là thế này này. Ngày xưa có người hỏi anh là tại sao cái hồi mà anh được biết đến nhiều nhất ấy, cái hồi mà mình nổi tiếng ấy, tại sao mình lại không livestream, không lợi dụng hình ảnh lúc đấy ngay. Thì có lẽ là anh thích cái không gian này hơn. Anh thích cái cách mà chúng ta vẫn ở cạnh nhau. Rồi, ok. Anh nghĩ là đông đủ rồi đấy. Trong house mà thiếu ai thì tôi rất là trách nha. Còn bây giờ thì mời em bước vào vũ trụ của tôi. Cho em xin bài nhạc dạo không ạ? Giới thiệu với mọi người, hôm nay có một nhân vật rất đặc biệt. Đấy là guitar tõn sẽ đồng hành với chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Mọi người chào anh Tõn đi nào. Ok. Mọi người ơi, mọi người nếu muốn tổ chức đều những show như thế này thì hãy giúp bọn anh, những người làm chương trình. Giúp bọn anh, những người làm chương trình. Mọi người nếu thấy hay giúp anh một like, một share nhá. Giúp anh một like, một share nhá. Mọi người giúp anh nhé. Hôm nay mọi người muốn anh hát bài gì anh cũng chiều mọi người luôn. Rồi, xin chào mọi người đã đến với cả buổi tối ngày hôm nay của chúng ta. Một buổi tối mùa thu sao xuyến như bao mùa thu khác. Và lại được ngồi đây cùng anh để ngồi nghe những ca khúc do anh hát nữa. Vì sao anh không hát vào hè, vì sao anh không hát vào mùa xuân? Vì anh nghĩ là cái giọng của anh chỉ hợp thu hay là đông thôi. Một giọng nói và một ánh mắt buồn bã như các em hay nói đúng không? Nhưng mà không mấy ai biết được, anh là một trong người khá vui vẻ và... Các bạn biết đấy, một chương trình ca nhạc thì lúc nào cũng phải có những người âm thầm đứng đằng sau giúp đỡ đúng không? Hôm nay anh có một cái này, anh khoe các bạn trước. Camera có thể quay giúp em cái khung cảnh bàn ngày hôm nay đúng không ạ? Bàn cơ. Rồi, đây như các bạn đã thấy là hôm nay chúng mình ngồi có trà này, có nhạc này. Và chúng mình ngồi, người ta nói là cỗ ngon thì phải có thịt gà, mà đàm đạo thì phải có trà đạp nó mới vui, đúng không anh Tón? Ok. Và anh rất là mong hôm nay không phải là một buổi để chúng ta ngồi xem idol hay là cái gì đâu,
anh chỉ mong đây là một buổi để mà chúng ta ngồi, anh được gửi gắm lại và tặng em những món quà. Tặng chào các em Chop House, tặng các em những món quà. Đấy, tôi đang nói mà chúng nó còn ngắt lời tôi cơ. Một món quà là những bài hát, là chính là tình cảm của anh ngay lúc này. Và không để chần chờ gì nữa, hôm nay ngoài ra anh còn nhận được một món quà rất là đặc biệt. Yeah, món quà của anh này. Thật sự là phải cảm ơn người đã tặng anh món quà này ngày hôm nay, cho anh có cơ hội để ngồi đây được nói chuyện với các em. Cảm ơn chị Nguyễn An và chị Hồng Anh, là hai người chị rất là yêu quý. Cảm ơn bánh kẹo Hải Châu rất là nhiều vì hôm nay cho Đức Anh được ngồi đây nói chuyện cùng mọi người. Mà anh được tặng một hộp quà xem nào. Wow, nhiều quá. Đây là món quà hôm nay của anh. Anh sẽ hát ngay sau bây giờ thôi nha. Anh nghĩ là bây giờ muốn hát được thì mình phải ăn bánh thì mình mới hát được, đúng không? Trong hộp này thì có 14 chiếc bánh. 14 chiếc bánh siêu ngon luôn, siêu ngon. Và anh nghĩ là bây giờ anh không thể nào chọn hết được 14 cái bánh ăn cùng các em được. Nhưng mà anh hứa là sẽ hát được cho em 14, 15 bài nếu các em muốn. Được không? Bây giờ anh sẽ chơi một trò chơi nhá. Anh sẽ để món quà này của anh ở đây. Và anh sẽ random bốc những hộp bánh này ra. Và trong khi bạn trợ lý của anh cắt những chiếc bánh này ra để chúng ta cùng thưởng thức, thì anh sẽ ngồi hát cho mọi người nghe, có được không? Nhưng mà mọi người giúp đỡ anh nhá, cho anh xin một share, một like. Yeah. Và nếu các bạn thích chơi mini game nữa thì anh sẽ làm cùng các bạn. Ok, vậy thì bây giờ anh sẽ random một chiếc bánh đầu tiên để xem hôm nay anh có quà gì nào. Bánh trung thu cao cấp Hải Châu, mochi đường đen. Anh cũng vừa đi tập về và chưa ăn tối. Anh nghĩ là anh sẽ nhờ mà bạn trợ lý của anh cắt bánh này ra, và trong lúc đấy chúng ta sẽ ngồi hát với nhau. Ok, được không? Mọi người đừng thoát nhá, vì hôm nay chỉ toàn hát thôi. Nhưng muốn hát thì phải cho ăn chứ nha. Chia sẻ giúp anh nha, yêu mọi người. Làm chén trà nhỉ? Ok. Mọi người muốn hát bài gì đầu tiên nào? Anh tỏ đây, anh thấy là khi mà mình ở trong một cái không gian như thế này, chỉ ở nhà mấy anh em mình trong cùng một ekip làm việc với nhau thôi, và lại còn được ngồi uống trà này, có bánh này, thì bây giờ cảm xúc của anh như thế nào, anh có thể nói cho em được biết bằng chính lời nhạc của mình được không? Và nếu như mà em đoán được ra là bài gì, em sẽ hát với anh. Thế là anh em mình hòa nhá. Không, em sẽ thua anh một chầu luôn. Bắt đầu nào. Bài gì đầu tiên? Ai biết tên bài hát này đoán cho tôi. Nhớ cho bài gì chủ đạo nhá. Bài gì nhở? Bài gì đây nhở? Bài gì nhở? Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu, và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Hợp chưa? Nắng muốn dệt mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt môi em thơm nồng
tình yêu vươn lên mà hồng. Sẽ hát bài cho em, và dù em yên giấc tối, ngày mai mưa ngang lưng đồi, em có mơ mùa thu tới. Được không ạ? Em có mơ mùa thu cho ai nức nở. Em có mơ mùa át ướt ven mi. Và em có mơ khi mùa thu tới, hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu ấy, tình ta ngát hương. Hello mọi người. Thực ra mọi người biết đấy, anh cũng không thuộc hay là giỏi hát những bài hát ngày xưa lắm, nhưng anh rất là thích nghe. Với hai nữa, thực ra thì anh muốn mang cho mọi người một cái đầu tiên, nó gọi là một cái gì đấy mà chúng mình sẽ đi cùng nhau xuyên suốt cả buổi tối được không? Mọi người có thích yêu cầu hát bài gì không? Anh hát cho mọi người nghe luôn này. Hả? Mọi người muốn nghe anh kể chuyện về tình yêu không? Hi Minh Châu. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến một bài. Bài hát này thì nó cũng như cái tên bài hát thôi. Khi mà trong một cuộc tình ý, chúng ta dành hết tình cảm cho một người nào đấy rồi, mọi người có nghĩ là mọi người sẽ tiếc nuối không? Anh nghĩ là một cuộc tình mà đã chia tay ý, dù đúng hay sai thì nó không quan trọng nữa. Và chỉ đơn giản là nếu đứng từ tâm thế của một người đàn ông ấy, thì anh sẽ buồn nhất khi mà anh không bảo vệ được người con gái của mình. Hát luôn nhá. Không thể tin vào giây phút ấy, không đến ngày mình chia tay. Xin lỗi anh không giữ lời hứa, không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy. Nhưng dù sao điều anh muốn biết, khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết. Phải nhận ra một lần mới thấu, nếu đã là của nhau không giữ chặt tay sẽ vụt mất về sau. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong, nỡ làm người yêu khóc. Thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ người làm tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo đến thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày sai. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em mang hết đi. Cứ gom nỗi buồn lại để anh mang. Làm hụt trà nào, làm hụt trà nào, làm hụt trà nào. Được không mọi người, được không ạ? Mọi người có thích không? Chọc house, thích bài gì nào? Chọc house ơi, có bánh chưa nhỉ? Bạn nào giờ xin tí bánh ấy nào? Thật ra hôm nay ấy, mình nghĩ là tại sao mình được tặng nhiều bánh như này. Tại vì là, một là vì mình rất thích ăn bánh Hải Châu, nó gắn liền đến tuổi thơ của mình nữa. Và mình rất thích những thứ gì đấy giữ được nét truyền thống nhưng mà không ngành ngừng cải tiến theo thời thượng hàng ngày. Mọi người biết đấy, ngày xưa mỗi lần mà mình với ba mình có cơ hội ấy, thực ra thì làm gì mua được những hộp bánh đầy đủ đâu. Kỷ niệm ngày xưa chả là những chiếc bánh gói, bánh nướng, bánh dẻo còn gì nữa. Dạ, bây giờ thì mời mọi người ăn. Em mời anh quay phim ạ. Rồi, mọi người ăn là phải cho cảm nhận giúp em nha. Em ơi, cầm. Cầm của em, bánh của em ấy. Dạ, yeah, anh xin.
Mọi người ơi, Tết Trung Thu sắp đến rồi. Tết Trung Thu sắp đến rồi và bây giờ ấy, chúng không biết là lúc mà Trung Thu thì mình có được ngồi cùng với nhau như này không nữa. Nhưng mà thật sự là vui chứ, hôm nay ngồi đây này, nhỉ? Có trà này, có bánh này, đúng không? Mình phải thử bánh đầu tiên được. À, chiếc đầu tiên anh vừa dùng là chiếc gì nhỉ? Thái, chiếc đầu tiên anh vừa dùng là chiếc gì? Cái này là mochi. Mochi đường đen. Ok, mochi đường đen thì mình thử xem nào. Yêu Trần Tăng Hằng đừng dỗi nha. Ngon lắm. Cái vị bánh ấy nó không bị khé nhá. Mà giống vị trà sữa. Đây. Anh ăn anh thấy giống cái gì cơ? Trà sữa ấy, đường đen đấy. Nhưng mà đúng rồi, chuẩn luôn được rồi. Chuẩn. Nó thơm này. Nó có vị trà sữa, cảm giác như là mình ăn miếng bánh chân châu vào miệng ấy. Có quá. Mà không khé thì ăn được hết cả một miếng này. Mà ăn hậu vị thì ăn sao? Hậu vị ok không? Chiếc đầu tiên rồi. Yêu Thùy Linh đừng dỗi nữa. Wow, đã lắm. Được ngồi đây nói chuyện với mọi người này, hát cho mọi người nghe này. Xung quanh thì có cả đủ ekip của mình nữa. Ai bảo tôi bỏ mũ đi à? Đây tôi bỏ mũ hình như này à? Mọi người chưa chán cái đầu này sao? Hả? Ok. Và bây giờ anh sẽ random một chiếc bánh nữa nào. Trong hộp này thì có một loại bánh Trung Thu anh rất thích ăn. Và đến bây giờ anh mới mở ra. Anh không biết là tối nay anh có duyên để anh có thể bốc được trúng chiếc bánh này nữa không nữa. Khi mà kể cả có trúng hay không thì anh nghĩ là anh sẽ ăn ngay khi mà anh làm việc. Nhá. Mọi người thích tôi bỏ mũ ra hay là đội mũ như này? Vốt nào, bỏ mũ hay để như này? Mọi người đoán đây bánh gì nào? Tìm xem đây bánh gì nhá. Mọi người thích tôi bỏ mũ ra hay để như này? Hả? Úi xồi ôi, bánh nướng lava sầu riêng. Giúp anh nhá. Ok, để ăn mụn trà nào. Hát bài gì nhỉ? Bỏ luôn mũ, fan mình thích là mình bỏ luôn mũ. Được chưa? Vứt mũ đi luôn rồi. Nhưng mà anh hỏi buồn cười một xíu là ánh đèn nó vào rồi phản chiếu vào cái đầu như gương thế này có làm lóa mắt bọn em không? Ok. Rồi, nhớ thật tim vào tôi nha, nhớ share tôi nha. Một ca khúc tiếp theo nào. Ca khúc gì tiếp theo ý nhỉ? Bài là gì đấy? Hát bài này luôn không? Thôi rồi, hát một bài khác đi. Hát bài này cho Phan Anh Tiến cùng. Cho em xin bài... Đây là một trong những ca khúc mà mình rất là thích. Mọi người mà biết thì mọi người nhớ hát cùng em nha. Mọi người mà biết nhá. Đây là một trong những ca khúc mà tôi rất thích. Và tôi cũng muốn hỏi các em là khi mà em thấy cô đơn em nhớ ai nè? Nếu mà không có ai để nhớ thì nhớ tôi nhá. Đồng ý không? Hả? Hỡi ơi, 8x, 9x của tôi. Em cho anh tọn lên sóng một tí đi.
hãy luôn nhớ tới anh và bánh trung thu hai châu. Vỗ tay. Một pha nguyên lời bẻ lái rất hay của tôi, thưa quý vị và các bạn. Có bánh trước thêm. Mình lại được thử cái bánh rồi. Đây là gì nhỉ? Bánh nướng lava sầu riêng. Đây là bánh nướng lava sầu riêng này. Trời ơi nhìn. Đấy, mọi người thấy không? Ui, nó chảy này. Trời. Ba. Bánh này là bánh của Hải Châu nha, nên phải mua của Hải Châu nha. Tôi ăn mấy hàng khác rồi. Và tôi ấn tượng và lưu nhất, lưu luyến nhất. Nào. Em mời anh ạ. Chị ăn chị ơi. Dạ. Em mời anh. Rồi, anh ăn đi để em lại ngồi nói chuyện với các bạn tiếp. Có vẻ các bạn không thích nghe hát. Suốt ngày này. Có vẻ là các cô các cậu không thích nghe hát. Đúng không? Tại vì tôi thấy suốt ngày đòi bài hát gần như là phải đến 3-4 tháng rồi anh không thể. Tâm ơi em lui cung là anh giận em đấy. Anh bảo nhá, đã vì 3-4 tháng rồi mà anh không được hát. Tại vì sao? Thì ra thì đối với anh hát đây là anh muốn trao biết tình cảm cho mọi người, mà muốn hát được thì phải có tình cảm. Giống như kiểu hôm nay anh thấy là anh hát bài buồn mà vẫn vui này, tại vì anh đang yêu đời. Thế nên là mọi người nhớ ủng hộ cho anh nhiều nhé. Thích được chú tặng bánh, chú sẽ làm bánh cho con ăn luôn. Không mà mọi người không biết đâu, bánh trung thu ấy, mình là một người rất thích ăn uống. Mình tập gym vì mình thích ăn. Nhưng mà phải nói thật là ăn miếng đầu tiên, uống xong hụm trà, hết vị cũ chưa? Đúng không? Không còn gì vị cũ trong miệng đúng không? Chuẩn không? Bây giờ thử miếng mới được luôn rồi đúng không? Thử miếng mới này xem nào. Mà tôi không thích ăn sầu riêng lắm đâu nhá. Nó có mùi sầu riêng em ạ. Không phải nói là vị bánh ngon mềm mới hay được. Cái sầu hương này nó đến chính bản thân em ấy. Em là một người không thích ăn sầu riêng mà em cảm thấy nó không bị nó không bị kiểu mùi gắt gắt đúng không? Đúng không? Chứ mà bình thường những người mà không ăn sầu riêng. Những người mà không biết ăn sầu riêng à, xin giới thiệu bạn. Đây là mình và đây là bà của mình. Dạ. Một ca khúc tiếp nhau nào. À, trước khi book một ca khúc tiếp nhau. Xin lỗi nhá. Tôi chẳng thấy ai như gia đình của tôi trong house. Chúng nói các em ý, những thiên thần của tôi ấy, mỗi lần đòi tôi nói chuyện, xong đến lúc tôi nói chuyện chúng nó bảo là phải lui cung. Rồi ok. Anh ơi, mình thay đổi một chút, anh có biết bài có một ca khúc nhá. Từ từ, quay lại giúp anh cả. Rồi ok, bây giờ mình sẽ random một loại bánh nữa nhá. Ngon, vị sầu riêng ngon thật. Mình ăn rồi mình không thấy gắt nhá. Rồi. Úi trời ơi, này. Hôm nay là hết đi ăn trà sữa đường đen. Xong rồi vừa rồi là ăn sầu riêng mà sầu riêng lại vàng óng luôn nhỉ. Bây giờ mình ăn đến lava tiramisu thanh tuyết. Ok, trợ lý giúp mình. Thank you. Rồi. Bây giờ thì mình lại kể với nhau một câu chuyện nhỉ. Anh biết bài anh ta bỏ em rồi Hương Giang. Anh ta bỏ em rồi à? Bài đấy anh lại chưa nghe. Chưa nghe rồi, không sao. Mình nghe bài khác đi. Em muốn phiêu phiêu mọi người một tí. Mọi người thích nghe bài gì nhỉ? Chú bóc phốt các chọc house. Mọi người nhìn rõ tôi hơn. Có phải cần cao lên một tí cho mọi người nhìn rõ mà. Anh guitar ơi. Vẫn nhìn thấy đúng không? Anh guitar đẹp trai không? Xin info anh nhìn ta guitar không nào? Rất nhiều người xin đấy. Rất nhiều người xin anh guitar. Anh tên là Tón nhá. Hợp âm nào anh cũng đánh được. Mọi lại đoàn anh đàn anh sẽ gảy cho anh. Ok không? Được, bài này. Được nhá. Bài thế nào thì em để cái khuôn nó mấy. Em sẽ dẫn nó một chút và anh đánh giúp em tông nào mà thấp thôi. Ok. Thì mọi người nói chuyện về chú Tín nha. Mọi người biết đấy, thì ra dịch năm nay
dân mình cũng khá là vất vả. Nàng thơ anh ơi, anh sẽ tập bài này và thu cho mọi người. Em ơi đi anh, em ơi phải để cuối chứ, vỡ đét mà. Nhá, yeah. Mọi người có ghét cái đầu chọc của tôi không? Hoa nở không màu à? Tí nữa hoa nở không màu nhỉ? Cho em tí nhá. Ok, thì mọi người biết đấy, trong tình yêu, mọi người đoán đi, mọi người đoán nhé, trong tình yêu điều gì đối với mọi người là mọi người cảm thấy bất hạnh nhất? Điều gì trong tình yêu bất hạnh nhất nào? Điều gì trong tình yêu bất hạnh nhất mọi người? Hello Nga Fan. À mọi người, trong tình yêu cái gì mà mọi người cảm thấy là bất hạnh nhất? Đối với anh thì thực ra nó có 3 kiểu bất hạnh. Bài đó nhá. Bài nữa. Không. Bài kia. Anh ta bỏ anh rồi. Có 3 kiểu bất hạnh. Kiểu bất hạnh thứ nhất. Đấy là phát hiện yêu. Mấy anh chị vừa làm anh buồn cười quá. Kiểu bất hạnh thứ nhất. Điều mà anh cảm thấy bất hạnh nhất trong tình yêu ấy, nó là điều bị phản bội. Cái người bị phản bội thì đã bất hạnh rồi. Thì cái sự bất hạnh đấy nó có 3 kiểu. Kiểu thứ nhất là gì? Kiểu thứ nhất ấy, bị lừa rồi, bị cắm sừng, đúng rồi. Cạnh nhau nhưng vẫn cô đơn. Ok, kiểu thứ nhất, mọi người nghe anh nói nhá. Trong tình yêu, điều gì đối với anh cảm thấy bất hạnh nhất? Đó là bị phản bội. Phản bội là một thứ gì đấy mà nó liên quan và ảnh hưởng trực tiếp và rất dễ để sau này chúng ta có thể làm lại được, lấy lại được. Và nó còn ảnh hưởng tới những người sau của những người mà chúng ta phản bội nữa, đúng không? Thì khi mà bị phản bội ấy, nó có tất cả 3 loại bất hạnh. Loại thứ nhất là biết người mình yêu phản bội. Và hai người chia tay, thôi thì bạn cũng sẽ đến được một trang mới. Kiểu thứ hai thì là yêu nhau nhưng mà không biết, người yêu phản bội. Kiểu thứ hai đó là chúng ta biết là bị phản bội. À, chúng ta không biết được là chúng ta bị phản bội và chúng ta cứ vẫn yêu người đấy thôi. Nhưng mà cái kiểu bất hạnh nhất mà anh biết ấy, đó là biết người ta phản bội mình đấy mà vì đem lòng yêu rồi nên là chấp nhận. Thì theo các bạn, đó có phải là điều mà đen đủi nhất của mỗi con người không? Cuối cùng mới cố gắng đều là vô nghĩa. Tình cảm năm ấy có lẽ đến vậy thôi. Anh đã buông bỏ rồi, dù em yêu anh nhiều đến nỗi đánh mất chính bản thân, đánh mất cả tuổi xuân. Nhìn nhau. Người ta thường nói có lẽ rằng người đến sau là người được yêu và được trân trọng nhiều hơn. Anh không thể sánh với người mà giờ đây em xem là tất cả. Trong tình yêu này em như đã thua cuộc khi anh chọn cô ta. Anh ta bỏ em rồi trong một buổi chiều mưa rơi. Những nỗi buồn trong cơn mơ hãy cuốn trôi. Chẳng sợ ướt vai vì khi ngoái lại lòng em từ lâu đã ướt đẫm rồi. Anh ta bỏ em rồi, nói buông tay là buông thôi. Hóa ra người không được yêu nữa chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi anh ơi.
Xin mời các bạn đến với cái bài Gia Tõn. Hello, nhớ em, em cũng nhớ anh. 3, 4, 5, em vô hình chào Tâm. Anh chào Tâm từ nãy đến giờ rồi. Kêu chú hát cầu hôn. Anh biết bài cầu hôn? Cầu hôn của Bài Mai Hương. Cho em thắp lên nhá. Ok. Ok. Thùy Dung thấy hết á bạn. Chỉ có không thấy chú. Mọi người dạo này thế nào rồi? Tình hình sức khỏe, tình hình sức khỏe của mọi người dạo này có ok không? Nguyễn Phương Trinh ơi, con đừng than vãn nữa nào. Hello Nguyễn Bảo Uyên. Chào Trương Tân. Dạ. Em chào anh. Hai Hải Viên Cẩm Tú. Mấy chị thấy em không ạ? Anh thấy em là được rồi Cẩm Tú ơi. Chú ăn cơm chưa? Chú chưa ăn cơm. Nhưng mà chú về đây để ăn bánh trung thu với cả ngồi nói chuyện với mọi người mà. Thủy Dung ơi, chú chào con từ nãy đến giờ rồi. Anh hát nàng thơ đi, anh sẽ cố gắng thuộc bài đấy xong rồi để hát cho em nghe nhé. Hello Hùng Hy. Chào Hưng Quang Trần. Ok. Yeah, giọng chú ấm quá. Đây. Mọi người biết đấy, thời gian vừa đây thì dịch dã thì hoành hành. Rồi thì mọi người biết là mình bị mất việc mà. Mình bị mất việc. Và công việc đấy thì mình cũng đã làm 3 năm rồi. Và nó như là một cái gì đấy, một cái món ăn tinh thần của mình hàng ngày. Ngày nào chú chả cạo đầu, con phải hỏi là chú có định để tóc nữa không chứ. Hello Hoài Phương. Hello Nguyễn Phương Trinh. Nào, vị vừa xong là vị gì đó. Để sau đặt đồ ở đấy giúp tôi nha. Thành tuyết là ma tiramisu. Ok. Làm ly trà đã nào. Sâu mặt anh trợ lý đi chú chọc. Lần sau chú hứa là sẽ mời Trung Kê tuần sau vào với cả house để mà giao lưu với các con. Mọi người biết đấy, là chỉ cần mọi người ở đây là tốt rồi, mình cũng có nổi tiếng gì đâu mà sẽ được nhiều người xem. Trần Thanh Hằng đâu rồi? Hello anh Ngô Đạt. Đèo ơi, hai con người đầu não mà lại như thế này ở trên này à. Hôm nào đi nhậu à? Ok, hôm nào đi nhậu nha. Bắn tim quá trời mà chả thấy ai thấy mình. Hello Nguyên An.
Ăn nào mọi người ơi, mọi người thử một miếng nào. Mọi người ăn thử đi. Tiramisu. Yeah. Yeah, tiramisu. Thank you, lava tiramisu. Anh ơi, bây giờ anh định thắt đánh bài thử cầu hôn à? Cầu hôn nhá. Cho ai thích được cầu hôn không, giơ tay lên nào. Hả, có ai thích được cầu hôn không, giơ tay lên nào. Anh cứ dạo thì đấy, cho em một bụi nước ấy. Bánh ngon quá lên Thành nè. Mọi người ơi, mình sẽ ăn bánh trung thu. Em rất là sợ béo. Anh rất là sợ béo. James Huỳnh, hello. Hello Linh Khánh. Nhậu với tất cả các con luôn. Mình ăn nói là hồi xưa ăn bánh bánh trung thu là rất sợ béo, nhưng mà cảm thấy là đường nước ở đây nó hài hòa nhỉ. Và vị nó rất là ngon. Mọi người yên tâm anh à, anh mà không ngon là anh chê luôn à. Ok. Hello chị Linh Guti. Anh trai em có khỏe không ạ? Chốt đơn vị tiramisu, đồng ý. Tặng cho Thủy Dung cái vị tiramisu nhá. Bà Trần Thanh Hằng tặng cho nhá. Chị đồng cảm dễ sợ. Chị có đồng cảm với em không? Ok, bây giờ cầu hôn nhá. Cho tôi xin cái lời cầu hôn được không? Ok, chơi nào. Không ai về nhà với tôi, không ai cưới tôi hả? Phải cưới tôi chứ. Sao mày mong tôi có người yêu mà không cưới tôi? Hôm nay anh mặc một chiếc áo rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót em đã tặng. Đôi tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, lời hoa khi xưa em thích bắt. Mình hẹn nhau trên đoạn đồi đó nắng gió. Anh có mang chiếc radio cùng mái nhà. Chờ em anh nhé. Cảm ơn nhá. Anh sẽ đến bên em nói ba-ba-đi-đa. Em có yêu anh không? Có muốn về nhà với anh không? Tình yêu anh say đu đắm đến dù rời xa ta vẫn có nhau. Em lấy anh không? Có muốn về nhà với anh không? Đừng lặng yên như thế, trả lời anh đi. Đừng bắt anh phải. Đừng lặng yên như thế, trả lời anh đi. Tuổi già rồi. Đừng bắt anh phải
bóng trời. Được chưa nào? Ok không? Có lấy tôi không? Đấy, già rồi sức yếu nhiều lúc buông hơi nó bị rung bị giật một tí ngại quá. Thôi Xuân Dương ơi, với Uyên không trêu nhau nữa nào. Nhà mình là một gia đình đoàn kết. Thực ra ấy mọi người biết ấy, cháu giờ mình nghĩ mình nổi tiếng. Mình nghĩ ngày xưa thì người ta thích mình là vì mình xuất hiện ở trong một chương trình nổi tiếng nhất. Và mình nghĩ là người ta chỉ thích cái chất phát của mình vì mình nói ra hết tất cả những gì mà mình nghĩ thôi. À, đến một năm sau ngày hôm nay, trong một buổi tối như thế này, mọi người vẫn ở đây. Mình hứa là mình sẽ ra nhạc, mình hứa mình sẽ không lười, mình hứa mình sẽ quay nhiều vlog hơn. Yeah. Mình hứa là mình sẽ tìm mọi cách để có thể xuất hiện ở nhiều nơi nữa hơn. Mọi người đồng ý không? Cái gì lúc nào tôi nói cái gì tốt với các em thì các em cũng thích thả thính. Các em thích thả thính đi, xem lên TikTok, xem mấy cái, xem với cả mấy cái bạn cận đấy. Người ta thích vì đầu chọc đấy. Em cảm ơn anh Đông Hùng. Mọi người ơi, có anh Đông Hùng là một trong những idol của chương trình Việt Nam Idol. Trời ơi. Và anh ấy đang xem tôi này. Mọi người có câu hỏi gì không? Mọi người có lo lắng gì không? Tâm tư tình cảm này có thích gì không? Rồi ok, bây giờ tôi sẽ bốc luôn thêm một vị bánh nữa. Dạ. Thực ra từ nãy giờ mọi người không để ý đâu, tất cả những cái bánh tôi ăn, tôi đều hát. Mọi người chuẩn bị một list nhạc, cái ekip chuẩn bị một list nhạc rất là nhiều. Nhưng mà từ nãy ăn vị gì thì cảm nhận vị đấy, nó ngon nên là mình hát ra những bài ngẫu hứng thôi. Thậm chí là từ nãy giờ anh tọng với tôi có những lúc mà quên lời. Thậm chí là những lúc anh em muốn quên cả nhạc nhưng mà vẫn muốn ngồi đây với mọi người. Mọi người ơi, thì thời gian thì cũng không còn nhiều nữa đâu. Thời gian sẽ không còn nhiều nữa. Trần Thanh Hằng hát bài Em Bỏ Thuốc Chưa. Trần Thanh Hằng ơi, bài đấy phải có cả nữ, mình không thể nào hát một mình được. Em ơi đi chú. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ bốc một vị bánh nữa nha. Mình không biết là mình có bốc được cái vị này không. Tại vì mình rất thích vị này. Và mình nghĩ là thôi, mình thích số 4 ấy, mình không thích số 5 lắm. Nên là sẽ là vị bánh cuối cùng tối nay mình ăn. Vị bánh cuối cùng tối nay mình ăn này, và mình cố gắng ngồi một tí mình nói chuyện với mọi người. Không biết có tìm được vị bánh này không. Cho em xin đoạn nhạc được không? Đoạn nhạc thế thì em nói nghe tôi nói cho kỹ này. Gia đình của tôi nghe cho nói, tôi nói cho kỹ này. Nghe tôi nói cho kỹ này. Nếu như mà đen vâu, anh ý bảo em là bởi vì đen không thích đồ ngọt nên hãy yêu nhau theo cách mặn mà. Thì mời em về với đội của tôi. Mời em về với đội của tôi. Có em ấy, có em thôi, sao cũng được. Đây là vị bánh tôi thích nhất. Vị trứng muối này. Trứng muối thì vừa mặn và vừa ngọt. Giống như trong chuyện tình cảm ấy. Tôi không thích là một người mà chỉ làm thôi mà không nói. Đôi khi tôi vẫn muốn nói những cái điều gì mà tình cảm ấy, yêu thương đối với những người yêu quý của tôi. Thì tôi nghĩ là họ xứng đáng được làm những việc đấy. Vậy nên là mời em về đội của tôi. Và chỉ cần có em thôi, tôi sao nữa.
Mình hát với nhau lầm nhầm cùng chọc nhá. Anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ thấy em trong bộ đồ anh yêu, có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần vàng son mỗi khi gặp anh, 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi, vì em thích anh hôn lên môi, hôn đâu cũng được. Em không cần mang mấy cáp để sang đến tôi, anh cho yêu nơi mộc mạc nơi anh, em vẫn lung linh khi cần thì anh sao cũng được. Rồi mai này ta ra đi, em muốn cho sân nhà đầy hoa, khi ấy em còn bên anh sao cũng được. Mình có thể hát bài này lại một lần nữa không? Xin mời các bạn đến với anh guitar đẹp trai của tôi, anh Tón. Chốt đơn. Được không? Được không? Có trứng muối mà, có trứng muối hát phải hay chứ. Ôi mọi người ăn thử bánh lava trứng muối mà xem, đỉnh luôn. Chốt đơn lava trứng muối. Tôi nghĩ là bánh này rất ngon nên tôi muốn lên ăn trước luôn một phần được không? Ok được. Ok được. Dạ. Giới thiệu các em đây là Phong, trợ lý của tôi. Em mời anh ạ. Dạ. Mình ăn xong với nhau nhé. Ok. Là một trà vẫn ạ. Có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ thấy em trong bộ đồ anh yêu, có em ngồi phía sau, đi đâu cũng được. Em không cần mang son mỗi khi gặp anh, vì 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi, vì anh muốn em hôn lên môi, lên đâu cũng được. Không cần ba mấy cặp thì sang lên tôi, anh cho luôn yêu một bạn nơi em. Em vẫn lung linh khi cần, em sao cũng đẹp. Được. Dạ. Rồi mai này ta ra đi, em muốn cho sân nhà đầy hoa, khi ấy em còn bên anh, anh sao cũng được. Nốt đoạn cuối hát nhé. Rồi mai này ta ra đi, em muốn chút sân nhà đầy hoa, khi ấy em còn bên anh thì anh anh dễ tính lắm, anh sao cũng cảm ơn Thùy Dung, cảm ơn Nguyễn Phương Trinh, cảm ơn Trần Thanh Hằng, mọi người đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay của tôi. Và bây giờ thì chúng mình ăn lava trứng muối nào. Chuẩn bị lấy phát nha. Rồi mọi người nhìn thế này. Còn giờ... Còn đâu? Ôi. Giờ ngon lắm. Xài rồi. Lấy luôn chén trà được đấy, ngon lắm. Lê Huyền đâu, Trần Thanh Hằng đâu? Bài vừa rồi là bài Sao Cũng Được của anh Binzy. Anh không phải đen vâu, anh sao cũng được. Ủa chú. Đang ngồi nếm muối anh ạ. Trần Thanh ok. Mọi người thích bài gì nữa nào?
Hát một bài nữa tên là Vẫn Nhớ được không? Ok, mình ăn được nhánh nha. Một cái bài Vẫn Nhớ của anh Subin mới ra không nào? Em ơi, tìm giúp anh Vẫn Nhớ với. Dạ. Anh ngồi nói chuyện với mọi người thêm một tí nữa, anh cảm ơn ạ. Wow, chả nóng mọi người ơi. Đấy, mọi người thấy không? Facebook thì nhiều người xem mà, nhưng bây giờ cũng chỉ còn hơn 100 người nhà mình xem. Chào Ngọc Diệp, chào Lê Huyền, chào chào Trần Vĩ Khang, chào Trần Vĩ Khang, chào Trần Vĩ Sơn, thanh xuân như một chén trà. Thực ra mọi người sẽ hiểu là bình thường mọi người live rất là ngắn thì sẽ có rất là đông người xem ấy. Rồi anh thích live lâu một tí tại vì anh muốn ở bên cạnh mọi người nhiều hơn. Không tí nữa anh lại cũng đi làm rồi. Chào Tường Tâm nha. Chào Ngọc Diệu nha. Có chưa? Ok, Vẫn Nhớ nhá. Vẫn Nhớ nhá. Vẫn Nhớ xong rồi sẽ... Mọi người ở đây đi, mọi người đừng đi nữa. Vì chắc là tầm khoảng 5 phút nữa là xong rồi. Anh cũng phải chuẩn bị đi làm thôi. Hello Sụn Vi, hello Chu Long, hello Thiểu Thảo. Mọi người ở đây với anh thêm một tí nữa thôi. Vì không biết đến bao giờ anh mới live lại nữa. Và mọi người biết anh thích ở ẩn mà. Mọi người biết anh thích ở trong vũ trụ của anh mà, đúng không? Ngọc Diệu ơi, sao vậy? Anh ơi, anh chào em đi. Chào Nguyễn Hiền Mai nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ... Ôi, nhưng mà hát thì phải cho anh ăn một cái bánh gì nữa chứ, anh sẽ chọn một bánh sợi này. Em thích ăn bánh gì không? Ừ. Em thích ăn bánh gì không? Em chọn rồi. Trứng chao bông đi. Anh thích trứng, okay. Thích trứng muối nhất. Trứng chao bông thì cũng không ở trong cùng trứng muối đâu. Ok, nhá. Rồi, ok. Và bây giờ thì chúng ta Trung Kê bảo đừng xong này. Mọi người thấy Trung Kê chưa? Trung Kê ơi, Trung Kê thương tôi, Trung Kê share cho tôi một cái về tường, Trung Kê đi. Thôi tôi đùa đấy. Cho em sờ đầu. Em muốn sờ đầu gì? Hả? Uầy này. Mọi người không được bậy bạ đi, toàn các cháu không được bậy bạ. Ok, chơi nhá. Nhớ lúc đầu tiên mình thoải mái nhá. Lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ.
đâu đã lỡ phút phai ngàn đời em không quay về đây. Vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời. Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu. Có những lúc mình chợt nghe tình như giấc mơ qua. Nếu đã lỡ phôi phai lần đời em không quay về nữa. Vẫn nhớ mãi một hình bóng xa rời. Ok. Ôi, rất là vui với nhau rồi. Là tôi nói thật luôn là tôi nghĩ là tôi live một tiếng thì mọi người phải hiểu là bọn anh đã thử làm test rất là nhiều rồi. Live qua 15 phút thì đầu tiên 300-400 người xem, sau đấy lại tụt tiếp. Giờ mà Facebook anh thì anh chả để bạn bè nhiều lắm, có mỗi 80 người thôi. Mà bây giờ còn hơn 100 người ở đây với nhau thì anh vui quá rồi. Anh mong là bây giờ mọi người sẽ vẫn xem để anh hát Em ơi cho mọi người nghe được không? Một bài nữa thôi, Em ơi nhá. Nguyễn Phương Trinh có hát Em ơi không? Hát Em ơi thử lại nào. Có hát Em ơi không? Có hát Em ơi không nào? Em ơi nhá. Em ơi nhá. Ok, Em ơi nào. Em ơi mà của... Thác Tường. Anh đánh cho em Tông Nam cũng thấp rồi. Vì em sức khỏe em cũng tốt lắm. Em ơi mình đã... Thở thấp một tí nữa. Nửa tâm. Yeah. Mọi người ơi, mùa trung thu sắp là đến rồi. Mọi người nhìn thấy những chiếc hộp bánh như thế này về tặng bố mẹ có đẹp không? Bánh của Hải Châu nha mọi người. Sau lời giới thiệu này thì tôi sẽ hát bài cuối cùng. Đó là bài Em ơi. Và tôi mong là mọi người biết đấy, trong cuộc sống ấy, được như thế này là tốt lắm rồi. Đôi khi tôi không thể nào làm vừa lòng được tất cả mọi người được. Tôi còn cuộc sống, tôi còn gia đình, nhưng sau một năm thì tôi đã phát hiện ra một điều là chính các bạn cũng là gia đình của tôi. Và thậm chí là còn rất rất nhiều người hiểu như thế nữa. Thế là hôm nay tôi hát cho các bạn nghe nhá. Bài này là bài đầu tiên chúng ta gặp nhau. Và tôi nghĩ là các bạn là thanh xuân của tôi. Nhớ nhá, nhớ mua bánh kẹo Hải Châu ủng hộ chú này. Mọi người biết đấy, anh đi giày bi tít này, mặc áo Việt Nam xuất khẩu. Và bánh trung thu thì anh chọn ăn của Hải Châu. Nên là mọi người nhớ mua ủng hộ nha. Ok, bắt đầu nào. Dạ thôi em vẫn. Em ơi mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Em ơi mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời. Có mấy đêm ấy. Quên lời, anh có thể sơ lại hát lại một lần được không? Anh giảm em một tí nữa. Quên lời. Tôi quên lời chính bài hát của tôi luôn. Trời ơi. Tại vì lâu lắm anh không hát bài đấy. Lâu lắm anh không hát bài đấy, đã lâu lắm anh không được hát. Nhá, thử đợi anh tí. Anh không thể nào để mọi người ở đây với anh cả tiếng đồng hồ rồi. Một tiếng rồi. Anh không thể nào để mọi người ở đây với anh cả một tiếng đồng hồ rồi và không hát cho mọi người bài Em ơi được. Được chưa? Và tôi hứa là sau khi hết dịch tôi sẽ off fan, không phải off fan, off gia đình. Sẽ off ở Sài Gòn, sẽ off ở Đà Nẵng, sẽ off ở Hà Nội. Một hai người cũng tổ chức vui vui, anh đưa mọi người đi chơi. Nhá. Yeah. Xin phép các chị cho em được rồi. Hậu cung là phải ngoan chứ, hậu cung làm gánh nặng của nhà vua đấy thì chết nhỉ. Ok. Đầu tiên mình đánh vào thuật này. Thực ra thì em có thể nói cho mọi người luôn rồi. Em muốn bài này đầu tiên nó phải nhẹ nhàng một tí. Bắt đầu có nhịp thì nó sẽ là lời hai. Ok nhá. Chờ nhá. Rồi. Final rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok. Chào. Em ơi. Ok ạ. Em ơi mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi. Em ơi mình đã qua bao nhiêu sóng gió
trên đời. Có mấy đêm anh thức khuya đọc những lá thư em trao đến anh. Em ơi, mình đã xa nhau hơn cả tuần rồi. Anh buồn quá. Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau yêu nhau. Sao em không ở đây bên anh lúc này? Đây cà phê nhớ em, đây hàng me nhớ em, đây đông du nhớ em bên anh mỗi khi tan ca. Anh mong sao ngày trong hoa. Chào mừng gia đình của tôi, yêu các em. Bây giờ tôi mới dám nhây này, yêu các em, yêu các em. Hồi hộp quá tại vì anh vui ấy. À, anh hát nhá. Em ơi, một ngày em nói yêu anh bao nhiêu lần. Em ơi, một tuần gặp nhau bao nhiêu là vừa. Có lúc ta hay giận hơn vu vơ. Anh chẳng nói, còn em lặng im. Em ơi, mình đã xa nhau đến bao liêu rồi. Đây là Valentine đầu tiên anh và em có nhau yêu nhau. Sao em không ở đây bên anh lúc này? Đây cái gòn nhớ em, đây mình anh lái xe vòng vòng. Đây hoàng hôn ghé thăm nơi góc phố riêng đôi ta. Anh mong sao ngày trong hoa. Hát kết với tôi nào, hát kết với tôi nhá. Hát kết thôi, hết rồi. Hát kết thôi. 11:30 mình có việc không? Kết nhá. Em ơi, dù mai sau dù có gió mưa dù nghiêng vào đâu, em ơi anh sẽ nắm tay em qua thương đau. Em ơi, lòng này yêu em chỉ có hàng mê mới hiểu lòng anh. Em ơi, hãy đừng lo chi vì trái tim anh ngủ si. Anh chỉ là một đứa trẻ gốc gách thôi. Anh mong mình luôn có đôi. Một tiếng rồi. Một tiếng rồi. Các bạn sẽ không biết là có bao nhiêu người trong cái phòng này đâu. Cảm ơn anh quay phim ạ. Cảm ơn các chị biên tập. Cảm ơn anh Tón Quita. Cảm ơn Phong trợ lý. Và mọi người ơi, tôi còn rất nhiều bánh luôn nè. Mọi người đã đi ngủ chưa? Và mọi người nhớ là Nhớ. Tết này nhà mình đoàn viên là ăn bánh trung thu Hải Châu nha. Bye bye mọi người. Em ăn miếng em đói quá. Ăn nào. Ăn thôi. Bye bye. Mọi người tắt đi, mọi người thoát đi. Mọi người thoát xong rồi tôi thoát. Ha. Bánh ngon được ăn không khé luôn. Mà hậu vị ăn rất là ngon. Bye bye mọi người, chào mọi người. Nhớ nhá. Bye bye nha, lại ở ẩn đây, không gặp nữa đâu. Bye bye. Nhớ này, đi giày bít tít. Mặc áo Việt Nam xuất khẩu. Và ăn bánh trung thu Hải Châu. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye mọi người. Bye bye nha. Yêu nha, thoát đây.
đông mọi người lắm vì anh muốn đưa mọi người đi ăn. Bye bye team Sài Gòn, bye bye team miền Trung. Không bye đâu, bye bye Cẩm Tú, bye bye Tâm, bye bye Thủy Dung. Yêu em Trần Thanh Hằng. Mọi người ơi, tại vì là mọi người thông cảm giúp anh nha. Anh mới đi làm về và anh cũng chưa ăn gì cả. May là được ăn bánh nè. Và từ nãy đến giờ thì bây giờ cũng hơn một tiếng chúng mình nói chuyện với nhau rồi. Và anh phải đi làm nốt đã. Nha mọi người giúp anh. Mọi người giúp anh nha. Anh yêu mọi người, anh thương mọi người nhiều lắm. Ngày xưa ấy, hồi mà mọi người biết nhá, anh không hay nhận làm quảng cáo bánh hay làm quảng cáo bất kỳ cái gì đâu. Nói thật sự luôn, mọi người phải hiểu điều đấy. Thì tại sao anh lại luôn luôn có một tình cảm đặc biệt với các loại bánh trung thu? Lý do vì sao? Vì là ngày xưa mà cứ mỗi lần... Thì anh có chia sẻ một cái bài post từ trước đây rồi. Nhưng mà ngày xưa cứ mỗi lần mà Tết đến, tất nhất đến mùa trung thu đến ấy, thì là ở đây có ai nhà nào mà không có cha mẹ đi thăm giáo viên không? Chắc là không đúng không? Thì ngày xưa thì mỗi lần mẹ anh bánh trung thu nó là một cái gì đấy rất là xa xỉ với hai bà cháu. Và bà của anh thì rất thích ăn bánh, biết bà anh mỗi lần nhìn thấy hộp bánh trung thu rất thành thuồng, nhưng mình bé mình chả biết làm thế nào cả. Bà luôn luôn nhiều hộp bánh lại. Trần Thanh Hằng ơi, bye bye con. Bye bye team Hà Nội yêu quý của tôi. Chào tất cả team Chọc House nha. Tâm ơi, chú yêu con. Với cả chú bảo này, đây là livestream tất cả mọi người đều xem, nên là các chị em không được nói nhục hay là gì cả. Mọi người hiểu ý không? Bye bye Thùy Linh. Bánh tên gì? Bánh tên gì à? Bánh tên gì con quên mất rồi chú ạ. Bánh này là bánh trung thu Hải Châu thì có nhiều loại lắm. Loại lava là một trong những loại mà được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích này. Và tôi yêu thích lava trứng muối. Rồi. Ok các homie. Đến giờ thì anh phải dừng lại để cho mọi người đi ăn rồi nhá. Chúc em ngủ ngon, mơ đẹp. Nhớ nhá, về team Đen Vâu thì phải mặt mà, còn về team anh thì sao cũng được. Bye bye các em, yêu các em rất nhiều. Cảm ơn các em vì đã ở đây suốt với anh như thế này. Yêu lắm cơ. Chị nói bao nhiêu lần rồi chú không biết đùa đâu, ha ha ha. Bye bye. Không phải là chú không biết đùa mà là chú thương mọi người, chú sợ mọi người buồn vì chú vậy thôi. Còn mọi người thích chú lại đi ở ẩn. Mai thì cũng rời nắng lên hay sao, anh sẽ đi chụp ảnh xong để đăng lên cho mọi người xem ha. Love you too, 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 too. Baby, I love you so much. Yeah. Bye bye. Ngủ ngon nhé.